Hello, xin trở lại với các bạn nha. Hôm nay là 9 tây tháng 10 rồi. Hồi sáng em đi Hương đi chợ, Hương có ghé nước series Mimi coi có cái gì cây gì lạ không. Nó cũng không có cây gì lạ lắm mà Hương cũng rình hết bốn món. Thứ nhất là cái cây xương rồng này. Cây xương rồng này, tại Hương thấy loại xương rồng này nó không có gai, nó cũng hơi lạ lạ. Mùa trời. Để thấy nó không có gai nè, mình đã mua thử coi. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy. Chứ Phương có mua hai cây ê dùm. Mà mấy cây này thì nó không có gì màu sắc gì đẹp. Có cái cây này thì cái màu nó hơi tối tối. À, cái loại này hôm trước Hương có cái cây kia rồi, cái hơi giống gì mà kia lá dài, còn cái này loại lá ngắn nè, sọt nếp. Rồi cũng mua thử coi mai mốt nó ra sao. Tôi thấy cái cây này mình nhà cũng chưa có đó, chứ ở ngoài màu kinh màu đồ thì có nhiều rồi đó. Cũng rinh hai cây. Cây này thì bông nó còn nhỏ nhỏ nè, cái này loại lá ngắn sọt nếp. Hương có mua một thêm một cây lá dài. Cây này cái màu tối vậy mà tại ông xã Hương cũng thích, cũng xúi Hương mua nè. Bữa hôm trước có mua một cây rồi. Đó, thì hôm nay cũng có mua thêm cây này nữa nè. Lâu lâu ghé chơi mày nữ sĩ Mimi, thành ra ghé ngồi không có cây gì đẹp, cũng không mua cái này cũng mua cái kia, mua lặt vặt đó. Coi như mua mấy món, hai cây nhum với một chùm xương rồng nhỏ nhỏ, với có cái cây đột biến này cây đấy. Cây này cây phía trước nó bên hông này nó úp quẹo vô một bên. Hương chê cho nó hai bên nó úp vô, còn phía ngoài này ngoài phía sau nó cũng có phía bên này nó úp vô, thành ra mình nhìn nó giống như là hình chữ S vậy đó các bạn. Cái loại này loại lá ngắn nè. Cái lá dài Hương có ba cây kia bự lắm, còn cái lá ngắn Hương mới có một cây. Giờ mua thêm cây này nữa, loại cây nhỏ nhỏ chứ không có cây bự. Giờ cây bự không có chỗ để rồi, mua cây nhỏ nhỏ. Tại hôm trước không có một cây này cùng loại nó nè, bữa nay nó tỉnh rồi nè. Đó, cây này là loại lá ngắn đó, Hương có rồi. Cái bông của nó thì nó hơi hơi nó lên màu thì nó hơi giống cái màu biên quýt lắm, mà nhưng cái loại này loại sọt clip nó khác hơn chút đó, thành ra có rồi. Mà giờ cũng mua thêm cây nhỏ nhỏ chứ cây lớn thì không có chỗ để. Này là cây white Halloween, giờ mùa này nó xanh, nó xanh cái lá của cái bông của nó. Đó. Nếu mà có nắng đó thì người ta nói nó lên màu hồng vậy, không biết mà của Hương thì trông không có màu hồng. Vườn của Hương thì nhiều lắm rồi, mà Hương đi cũng không rinh cái này cũng rinh cái kia. Vậy giờ tối Hương Hương ra ê, sorry Hương ra Hương đi một vòng rồi Hương cũng thực hiện video cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Tại ban ngày á, mình thâu video
trong khu này nó hơi tối các bạn, còn ở ngoài kia thì nó bị công sa lây, nó tối hơn thâu, không có bị công sa lây mà lại nó mở đèn nó có ánh sáng nhiều hơn. Lấy cái đèn này, mở không, cái đèn kia nằm đâu à? Đèn kia không có ở ngoài ha. Ồ, cắt luôn luôn. Tối ra đi một vòng. Tối ra giường đèn sáng lắm các bạn, mấy cây này là to lắm à. Tối Hương ra sân á, Hương đi cái mấy cái nhà hai bên, Hương họ nuôi chó nhiều lắm, tại vì ở Mỹ bây giờ cái nước Mỹ bây giờ nó không có an ninh đó các bạn, thành ra nhiều người họ nuôi chó dữ lắm, nhà nuôi mấy con mấy con, thành ra mình đi ra sân cái mấy con chó hai bên nhà của Hương nó thấy mình tiếng động đó, nó hay sủa sùm. Mấy cây này trong vườn của Hương giờ nó lớn lắm mà. Mùa này cây của Hương là nó tương đối nó tỉnh rồi, nó tỉnh ngủ rồi. Cái bông nó nở ra to hơn. Thành ra mùa này cây trong vườn của Hương nó màu nó không có được đẹp. Tại vì nó trong bóng mát nhiều á, và nó ra màu xanh nhiều. Đây các bạn chiêm ngưỡng nha, đây là cái cây thu bên vách tường của Hương đây.
Chiêm ngưỡng cái giường sen đá của Hương vào đêm nha. Các bạn thấy giường có hơn đủ nhiều loại đó.
Cái cây là cây ma bộ. Ma bộ và ra cái Israel, ma bộ và ra cái rất rất là nhiều cây Israel và ra cái rất là nhiều, nhiều loại khác nhau lắm các bạn. Cái này không biết có bản tên rớt ở đâu rồi. Mỗi lần hương sang chậu đó các bạn. Thì lây quay quên cầm vô rồi xong cái hai ba thứ cái không biết cái thằng nào của thằng nào. Nó bị đánh mất hoài. Không có thì giờ để soạn lại coi nó ra sao. Đây là vườn sen đá của mình vào đêm nha, chiêm ngưỡng sen đá của Hương vào đêm các bạn. Ban đêm mình nhìn nó không có bị cong xe lây đó, dưới cái ánh đèn nhìn thấy nó cũng sáng cũng đẹp. Mấy cái này nó đột biến, còn mấy cái này là cái bông thường của nó là các bạn. Đột biến đó mà cái thời này nó nằm sát dưới cái miệng chậu, nó sóng sóng dưới thôi, chứ nó không có cao lên. Nó nhìn nó cũng đẹp lắm. Cây này cũng đẹp mà nó có trái khô hôm đó mà Hương không có thì giờ lặt lá nó lại. Cái bông tự nhiên của nó. Cái này giờ nó lên bông cũng đẹp. Bên này cây sỏi, có người kêu sỏi hồng, có người kêu sỏi tím nè. Cái này là dễ trồng lắm. Nhân Hương lại thích mấy cái đứa này hơn thích cái cây này hơn đó. Nó cái bông nó nhỏ chứ các bạn nhìn ở bên ngoài mắt thường nó đẹp lắm, nó bóng lưỡng à. Cái bên này không có đèn sáng nhiều đó các bạn. Tại phía bên này không có trên cái lưới thôi, nó không có to nó thằng ông xã ông không dám gắn đèn ở đây sợ. Nhiều lúc mình mưa nó bị mát. Là phía bên này nó hơi tối nè. Dạo này cây nó cũng tương đối nó tĩnh rồi đó các bạn. Được không đẹp bằng bên này.
Vào đêm thì cái hướng này về phía bên Ezum này nó không có gắn đèn ở trên á, chỉ xài cái bông cái ánh sáng của phía chung quanh nó rọi vô thôi, chỉ là cái ánh sáng của nó. Nhân vườn của Hương dạo này cũng khá rồi, nó tỉnh cây tỉnh nhiều rồi. Giống như cái cây chỗ này, nó cỡ này nó cũng tỉnh nè. Cái cây này bữa nay Hương có mua thêm một cây ra. Cái này bữa hôm mua cây này rồi, bữa nay mua thêm một cây nữa nè. Thì giống nó đó, mới mua hồi chiều, hồi trưa. Thêm một cây. Nó đúng ra mua hồi sáng, chứ không phải hồi trưa. Cái này là cây Hương mua hôm trước nè, nay mua thêm một cây nữa. Trong vườn Hương mà cây nào mà thích đó, hay có hai ba cây lắm các bạn. Cái màu này ông xã Hương ạ, ông kêu màu này đẹp, ông thích nữa, ông kêu mua nữa. Hương thì thích mấy cái màu sáng sáng hơn. Cái này hôm trước Hương mua cái bông nó nhiều bông lắm, nhưng nó còn nhỏ ha. Nay nó tỉnh, bắt đầu nó nở ra nè các bạn. Cái bụi này mai mốt nó lớn đúng mức, nó bụi nó xum xê lắm, nhiều đọt lắm. Nó rất là nhiều đọt.
Sorry, yeah. Tôi cầm mỏi tay á. Vậy cái cây này của Hương nó này cũng tỉnh nè, nó bông nó bắt đầu nó xòe ra. Này cây Chanel này nó cũng bắt đầu nó tỉnh nè. Vậy Hương tối Hương ra Hương chiêm ngưỡng cây, Hương cũng mời các bạn dạo quanh vườn ban đêm với Hương nha. Vậy cho Hương dừng cái video đây nha các bạn. Hẹn với các bạn vào cái video kế tiếp. Vậy không quên chúc các bạn ngủ ngon nha. Rồi, bye bye.